dân mạng khoe ảnh ông bà, minh chứng nhan sắc được thừa kế vượt thời gian. Shabi Contra, 23 tuổi, quốc tịch Mexico, là một trong số đó. Cô gái này mới đăng lên trang cá nhân, Twitter, những bức ảnh so sánh bản thân và bà ngoại khi ở tuổi 23. Trông họ giống nhau đến nỗi nhiều người nhận xét họ giống như chị em sinh đôi. Chuyện của bà ngoại thực sự tạo ra cú copy test đấy chứ, cô gái chú thích. Dân mạng thế giới đang thích thú tìm kiếm và chia sẻ ảnh cũ của ông bà. Bố mẹ đặt bên cạnh ảnh mình như bằng chứng về sự thừa kế thần thái và nhan sắc trong gia đình. Shelby Contra, 23 tuổi, quốc tịch Mexico, là một trong số đó. Cô gái này mới đăng lên trang cá nhân, Twitter, những bức ảnh so sánh bản thân và bà ngoại khi ở tuổi 23. Trông họ giống nhau đến nỗi nhiều người nhận xét họ giống như chị em sinh đôi. Chuyện của bà ngoại thực sự tạo ra cú copy test đấy chứ, cô gái chú thích. Bài chia sẻ của Shelby nhận được 555.000 lượt tương tác gần 44.000 được chia sẻ. Nhiều người khác hưởng ứng trào lưu, đăng tải hình ảnh bản thân và mẹ hay bà ngoại để chứng minh sự sức mạnh của di truyền. Bất chấp khoảng cách thế hệ, Việt Hương, TH,